Theo ngành công thương tỉnh, dù ảnh hưởng chung của nền kinh tế, song 8 tháng đầu năm 2024, tình hình xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng vẫn đạt mức tăng trưởng trên 11% so với cùng kỳ. Trong đó, các mặt hàng như alumin, sao, củ quả và hoa các loại tiếp tục là những điểm sáng của ngành. Lũy kế 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng đạt trên 660 triệu đô la Mỹ, tăng trên 11% so với cùng kỳ trong đó xuất khẩu alumin và hydroxit nhôm ước đạt 391.000 tấn, giá trị 180 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4% về giá. Chè chế biến đạt trên 2,8.000 tấn, mặt hàng rau củ quả các loại ước đạt trên 32.000 tấn, tăng 33,7% về giá. Hoa các loại đạt trên 51 triệu đô la Mỹ, tăng 9,13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số nhóm mặt hàng như cà phê nhân, chè chế biến và dệt may giảm so với cùng kỳ. Thời gian tới, ngành công thương tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình thị trường hàng hóa, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá giới thiệu cung cấp thông tin xúc tiến kết nối với các thị trường truyền thống cũng như mở rộng các thị trường tiềm năng như trung quốc hàn quốc nhật bản hà lan và khu vực trung đông nhằm đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu nhất là trên các mặt hàng chủ lực nhằm nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương